Müller, Mane nhắc đi nhắc lại, tôi đừng chuyển nhầm cho Lewandowski. Trận đại chiến Bayern với Barca đánh dấu lần đầu tiên Lewandowski trở lại Allianz Arena đối đầu đội bóng cũ. Anh từng có 8 mùa giải cống hiến cho Hùng Xám và chẳng còn xa lạ gì với những người đồng đội cũ tại đây. Một trong số những đồng đội thân thiết nhất của Lewandowski tại Bayern chính là Thomas Müller. Trước trận gặp Barca, chân sút người Pháp còn bị các đồng đội đùa vui rằng đừng chuyển nhầm cho Lewandowski, khi cả hai giờ đây đang ở hai đầu chiến tuyến. Suốt 10 ngày qua, Sadio Mane liên tục trêu chọc tôi. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi đừng có chuyền bóng nhầm cho Lewandowski ở trận gặp Barca nhé. Từng thi đấu nhiều năm cùng Lewandowski, Müller thừa hiểu sự nguy hiểm của người đồng đội cũ. Vì vậy mà cầu thủ này cho biết đội nhà sẽ phải làm mọi cách để ngăn cản Levy. Trận đấu giữa Bayern và Barca tại lượt trận thứ hai vào bảng Champions League diễn ra vào 2 giờ rạng sáng mai, 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.